Lời đầu tiên thì cho show em xin được một lời chào, lời kính chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe để theo đuổi cái niềm đam mê chơi BCB của mình các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác hai cái mẫu bơm máy đang được bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Thì các bác nào mà chưa có bơm máy này, hoặc là các bác muốn tham khảo các mẫu bơm máy từ dòng bình dân đến những mẫu bơm máy hàng cao cấp, thì các bác cố gắng theo dõi hết cái video clip của em ngày hôm nay các bác nhé. Đây các bác cũng biết rồi, cái bơm là cái bơm nén khí, mình dùng bơm tay nó cũng rất chi là mệt và mất rất chi nhiều thời gian và sức khỏe. Thì các bác mà hai ba bác mình có thể chung nhau mình mua một cái bơm máy này về mình bơm thì nó rất chi là khỏe khoắn và đi bơm thì nó cũng rất chi là nhàn các bác nhé. Thì cũng không phải để quá chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm máy đầu tiên, là cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023 có chế độ chống cháy nổ các bác nhé. Phụ kiện đi kèm sẽ là những gì ạ? Một cái túi bông lọc ẩm này các bác nhé. Bông lọc ẩm này nếu các bơm nhiều mình có thể thay định kỳ, tầm độ nửa tháng, một tháng mình thay một lần. Đó. Trong trường hợp mà các bác dùng nó bông lọc ẩm này mình có thể tái sử dụng, mình vắt kẹt đi, mình phơi khô mình sử dụng được tiếp các bác nhé. Và một cái dây điện nguồn này và một cái túi gioăng sim. Trong này sẽ có những cái gioăng sim để về các bác cứ cất đi các bác nhé. Đấy, mình dùng lâu ngày 1 2 năm mà những gioăng sim ở trong nó bị hỏng hóc, mình có thể sửa chữa luôn các bác nhé. Và những cái gioăng đồng này các bác nhé, những cái bon đồng này thì các bác đây là những cái chế độ là chống cháy nổ các bác nhé. Khi các bác mà bơm cao quá thì là những cái máy này thì sẽ có chế độ chống cháy nổ, cái chế độ an toàn các bác nhé. Nó sẽ rách cái lá gió đồng ở trong này ra, rồi mình thay những cái lá gió này và mình lại sử dụng tiếp các bác nhé. Đấy, em đánh giá rất chi là cao ở cái mẫu ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023 có chế độ chống cháy nổ các bác nhé. Thì về phần đây cái máy hút nước đây các bác nhé, các bác nhìn cái máy hút nước của em nó cực kỳ là to. Khi các bác bơm thì máy hút nước này nó to, nó sẽ là hút nước nhanh, nó sẽ lọc qua cái đầu bò này và sẽ làm mát cái máy của mình cực kỳ nhanh và bơm cực kỳ là bền các bác nhé. Thì về phần lọc siêu to khổng lồ rồi, những video trước em đã test thực tế cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023. Các bác bơm tầm độ từ 0 lên đến 250 cân nó rơi chưa đến 3 phút các bác nhé, bơm cực kỳ nhanh. Các bác biết rồi, nếu mà mình dùng cái bơm tay mà mình bơm lên đến 300 cân nó cũng phải rơi vào hết tầm độ gần 20 phút. Đấy là bác nào khỏe. Đấy, nó rất chi là mệt và mất rất chi nhiều thời gian các bác nhé. Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mb đồng hồ dầu các bác nhé. Về phần đồng hồ báo nhiệt. Đấy, các bác dùng bơm máy các bác lưu ý giúp em là đồng hồ báo nhiệt nó lên tầm độ 60 độ thì mình có thể tắt máy đi, mình cho nghỉ. Khi nào về trở về nhiệt độ thấp mình lại bắt đầu bơm, của bền tại người các bác ạ. Đấy, những cái bơm máy này mình biết cách mình dùng, mình biết cách mình dùng thì mình bơm nó cực kỳ là bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Thì mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023 thì bên shop đang bán với giá là 3.200.000 các bác nhé, 3.200.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Riêng hai mẫu bơm máy này thì các bác mua thì có bảo hành 1 năm, lỗi do nhà sản xuất một đổi một các bác nhé. Đây em sẽ quay thực tế cho bác xem. Đây, những ở trong này thì có cái quạt, thì quạt siêu to khổng lồ rồi, nó sẽ là quạt thì nó sẽ tỏa nhiệt cái bơm của mình cực kỳ tốt. Và tất cả ở trong các bác nhé là quấn bằng sợi dây đồng 100%. Đấy, hàng xịn sò, hàng chuẩn chỉ luôn các bác nhé. Thì mẫu bơm máy ASEAN thì là 3.200.000. Đấy, các bác mua bơm máy này thì nó nặng gần 20 cân, tiền cước bên shop gửi đi nó cực kỳ là cao đó. Thì các bác mua bơm máy này có cọc 200, tiền cọc sẽ trừ tiền hàng của các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm mua bán hay shop em thì uy tín, có làm thì mới có ăn các bác nhé. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm máy thứ hai, là cái mẫu bơm máy Seasonsi. Đây là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi đúng không ạ? Các bác nào mà đã từng dùng hoặc là các bác dùng lâu thì các bác đã nghe đến thương hiệu Seasonsi rồi. Thì cái mẫu bơm máy Seasonsi này thì bơm cực kỳ nhanh và bơm cực kỳ khỏe và cực kỳ bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Đó. Thì về phần đồng hồ vẫn là đồng hồ dầu, đồng hồ 50mb các bác nhé. Đây, công tắc tắt mở này, đồng hồ báo nhiệt này. Nói chung là những mẫu bơm máy Seasonsi, những video trước em đã giới thiệu rất chi là nhiều rồi, đã test thực tế rất chi là nhiều rồi. Thì hôm nay số lượng về cực kỳ nhiều để về phục vụ các bác trong mùa săn bắn năm 2023 các bác nhé. Thì mẫu bơm máy Seasonsi thì bên shop đang bán giá là 4.200.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó, thì về hai mẫu bơm máy ASEAN và Seasonsi em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm máy nào, các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để bên dưới màn hình nhé. Để bên nhà tư vấn nó bán cho các bác những chiếc bơm máy ASEAN Seasonsi hàng chuẩn chỉ, hàng cao cấp các bác nhé. Thì một video em lại rất chè ngắn thôi. Thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.